Tiểu sử Sác Liên, cuộc đời của doanh nhân Đỗ Thị Kim Liên. Sác Liên tên thật là Đỗ Thị Kim Liên, sinh năm 1968 tại Mê Linh, Vĩnh Phúc. Đỗ Thị Kim Liên, thường được gọi là Madame Liên hay Sác Liên, là một nữ doanh nhân và là lãnh sự danh dự nước Cộng hòa Nam Phi tại Việt Nam. Hiện bà đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Aqua One, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước mặt Sông Đuống, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước Xuân Mai Hòa Bình, Chủ tịch Quỹ Môi trường Xanh Việt Nam, kiêm Hiệu trưởng Trường Đào tạo Quản lý Doanh nghiệp, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bảo hiểm 3A. Bà xuất thân trong một gia đình gia giáo, chính vì truyền thống này mà bà cũng theo nghiệp gia đình và thi đỗ vào khoa ngữ văn của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Sác Liên kết hôn với ông Lê Toàn, hai người con nhỏ nhất của ông bà sinh năm 2004 và 2006. Nhắc đến nữ doanh nhân máu mặt của Việt Nam, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Sác Liên. Xuất hiện trên chương trình Sắc Thanh Việt Nam, Thương vụ Bạc Tỷ, bà nhanh chóng chiếm lĩnh mọi sự chú ý. Hài hước, vui vẻ, nhân từ, nhưng cũng không thiếu những giây phút nữ doanh nhân quyết đoán và đối chọi nhiều sắc nam trên sóng truyền hình. Sự đối lập nhưng hài hòa về tính cách khiến bà nhận được thiện cảm từ khán giả. Trên thương trường, bà giống như một con nhím đầy gai nhọn. Chưa một thử thách, khó khăn nào đủ sức khiến bà nhụt chí, từ bỏ. Thế nhưng, khi bên gia đình, con cháu, bà lại là một người phụ nữ đảm đang và hiền dịu. Có thể nói, bà chính là mẫu hình chuẩn của người phụ nữ Việt Nam, đảm việc nước, giỏi việc nhà. Là một doanh nhân, nên Sác Liên cực kỳ cá tính. Lần xuất hiện trên Shark Tank gần nhất, bà đã khiến khán giả không khỏi bất ngờ bởi chiếc đầu đinh. Nói về lý do cạo đầu, bà chia sẻ rằng đây không phải là một điều gì to tát. Bà cho rằng đàn ông có thể cạo đầu thì phụ nữ cũng có thể. Bà muốn đổi mới bản thân và không muốn để bất kỳ định kiến nào ảnh hưởng đến mình. Chính lý tưởng sống gan dạ hết mình của nữ doanh nhân đã khiến tên tuổi của bà hot hơn bao giờ hết. Câu chuyện về sự nghiệp, đời tư của Sác Liên khiến khán giả đặc biệt quan tâm. Từng là nhân viên văn phòng, nhưng ý chí khởi nghiệp mãnh liệt đã thôi thúc bà. Từng bước, bà không ngại thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Bản thân nữ doanh nhân cũng từng vấp ngã nhiều lần, nhưng mỗi lần ngã là một lần bà rút ra kinh nghiệm và đứng dậy đi tiếp. Sau quãng thời gian chầy da chóc vẩy trên thương trường, bà dần khẳng định nữ vị trí doanh nhân quyền lực bậc nhất hiện nay. Sác Liên sinh năm 1968 tại huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngay từ nhỏ, bà đã thể hiện là một người quyết đoán, có chính kiến riêng. Suốt 5 tháng đi học và thời gian đầu, bà chỉ ở trong phạm vi tỉnh, vì mảnh đất nhỏ bé không thể giúp bà thực hiện khát vọng phát triển, bà liền chuyển vào Nam. Sau bà sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, trong khi đó gia đình bà đang định cư ở nước ngoài. Ít người biết rằng Sác Liên theo học tại Đại học Sư phạm 2 tại Vĩnh Phúc. Tốt nghiệp ra trường, bà đã từng làm giáo viên, sau đó chuyển sang làm bảo hiểm. Cũng trong khoảng thời gian này, bà học thêm về kinh doanh và tìm tòi thêm nhiều kiến thức về thị trường. Những kinh nghiệm thực tiễn giúp bà có nguồn kiến thức vô cùng phong phú. Đây được xem là bước đệm cho sự nghiệp phát triển rực rỡ sau này của bà. Trên truyền hình, khán giả đều ấn tượng trước khả năng thuyết phục và dẫn dắt các startup. Khi tranh luận với những nhà đầu tư khác, Sác Liên cho thấy rõ vị thế trị đại của mình và hoàn toàn khiến đối phương nhún nhường chỉ qua vài câu nói. Nhiều người cho rằng sở dĩ có khả năng thuyết trình, đàm phán như vậy là bởi Sác Liên trước đây đã từng là giáo viên. Trước khi trở thành một doanh nhân, bà đã có 3 năm làm giáo viên đứng lớp. Tuy nhiên, công việc nhà giáo khi ấy chưa thể thỏa mãn được những khát vọng sôi sục trong bà. Bởi thế, Sác Liên quyết định từ bỏ công việc, nam tiến để tìm kiếm những cơ hội phát triển mới. Thời gian đầu vào Nam, bà xin làm nhân viên thuyết trình tại các viện bảo tàng. Đến năm 1996, bà chuyển công việc, tiếp xúc với bảo hiểm lần đầu. Vậy nhưng, việc làm tại Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Minh giúp bà dần tìm được con đường phát triển của mình. Cũng từ bảo hiểm, bà bắt đầu xây dựng đế chế bảo hiểm của riêng mình. Sau 8 năm làm tại Bảo Minh, Sác Liên quyết định nghỉ việc, cùng chồng thành lập một thương hiệu bảo hiểm
là 3A. Với sự hậu thuẫn của chồng cũng như những cộng sự khác, bà nhanh chóng gặt hái được những thành công ban đầu. Tuy nhiên, đến năm 2013, bà tạm gác lại lĩnh vực bảo hiểm và tập trung đầu tư phát triển sang nhiều mảng khác. Lúc này, bà bắt đầu sáng lập ra Aqua One, công ty cổ phần mặt nước sông Đuống. Cùng với đó, bà thành lập trường chuyên về đào tạo quản lý doanh nghiệp và quỹ môi trường. Với những định hướng rõ ràng về phát triển, các hoạt động hướng đến lợi ích cộng đồng, công ty và trường đào tạo quản lý của bà ngày càng được nhiều người biết tới. Năm 2018, Jacqueline chính thức quay lại với bảo hiểm. Lúc này, bắt nhịp theo xu hướng chuyển dịch công nghệ 4.0, bà cho ra đời bảo hiểm Lion kết hợp với công nghệ. Cũng từ đây, đông đảo khách hàng đã tìm đến và tin tưởng lựa chọn dịch vụ mà Lion cung cấp. Đặc biệt, sự xuất hiện trên Shark Tank càng giúp bà khẳng định được sự uy tín của thương hiệu. Tập trung phát triển sự nghiệp, nhưng Jacqueline vẫn luôn hướng đến những hoạt động cộng đồng. Bà luôn quan tâm đến vấn đề môi trường và luôn cố gắng làm mọi thứ tốt nhất để cải thiện cuộc sống của con người. Trường đào tạo doanh nghiệp, môi trường của bà ra đời cũng là vì thế. Jacqueline cũng xây dựng quỹ từ thiện nhằm hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ kinh phí về giáo dục, nuôi dưỡng cho trẻ nhỏ và người già. Thậm chí, hành động thiện nguyện của bà còn lan rộng sang nhiều quốc gia khác, khiến nhiều người nể phục. Jacqueline cũng từng được chính phủ Nam Phi bày tỏ sự khen ngợi và trân trọng sâu sắc. Trên chương trình Shark Tank, bà gần như không quan tâm đến lợi nhuận. Theo đó, những dự án kinh doanh hướng đến con người, hướng đến cộng đồng luôn chinh phục được bà. Ngay cả khi dự án còn nhiều thiếu sót, nhưng chỉ cần có tiềm năng và khả thi, bà sẵn sàng rót vốn đầu tư mà không màng đến lợi nhuận. We'll be right back.